Hello, chào tất cả anh em nha. Nay lên tiếp đồ nghề anh em ơi. Thì đầu video mình cũng nói nhanh gọn với mấy anh em nha. Mấy anh em chốt hàng bên mình thì mấy anh em lưu ý là hàng mình là không ship code nha anh em. Anh em chuyển khoản đủ là mình bao ship, còn cọc mình không bao ship nha anh em. Số điện thoại Zalo của mình á là anh em chốt hàng bên Zalo nó dễ dàng hơn nha. Thì số điện thoại Zalo mình là để ở dưới tiêu đề nha anh em. Anh em bấm vào Zalo á là anh em nhắn tin luôn, không cần kết bạn anh em nha. Vì Zalo của mình là quá tải, mình tìm cách xóa mà xóa chưa hết nha anh em. Thì anh em cứ bấm vào Zalo của mình. Đấy, bấm vào nhưng mà không cần bấm kết bạn, tùy anh em thôi. Đấy, rồi anh em nhắn tin luôn. Đấy, nhắn tin cho mình luôn là chốt mã số bao nhiêu nha anh em. Chẳng hạn như đây là mã số 1 nè. Anh em nhắn vào Zalo cho mình là chốt mã số 1 rồi mình sẽ trả lời nha. Mình gửi số tài khoản cho anh em chuyển. Đấy, chuyển đủ là bao ship, còn cọc không bao ship nha anh em. Thì hôm nay mình lên đồ nghề không nha. Cái nào mà mình nói vệ sinh rồi thì mình vệ sinh, mà cái chưa vệ sinh thì mình nói chưa vệ sinh nha anh em. Anh em lưu ý trên màn hình giúp mình với nha. Đấy, nhận hàng anh em được quyền kiểm tra, có shipper giúp mình đàng hoàng nha. Rồi, mình vào mã số 1 là mã đầu tiên là 200k nha anh em. Gồm có những cái gì anh em? Có ba cái tủ vít. Ok luôn, một cái là lục giác bông nha, hai cái là một cái dẹp nha, và một cái là ba ke nha, rất là đẹp luôn. Và hai cái mỏ led chưa vệ sinh nha anh em, miệng đẹp nhưng mà chưa vệ sinh. Đấy, miệng là đẹp nha anh em. Đó, chưa vệ sinh, nó vẫn chạy hoạt động nha anh em. Đó, anh em về là tự vệ sinh. Và 10 cái, 2, 4, 6, 8, 10 cái. 10 cái clay 15 nha. 15 là một đầu nó là như thế này. Đó, và một đầu nó là dạng như thế này. Đó, rồi, mã này nha anh em. Mã này là mã số 1 200k nha. Rồi, xong. Mã số 1 200k là 10 cái clay. Miệng khóa, miệng tiếp. Đấy, hai cái mỏ led xa 200 và ba cái tô vít là tổng cộng là 15 cái đấy. Rồi mình vào mã số 2 cho anh em nha. Mã số 2 đây, ngày hôm qua là mình lên, nói chung còn một mã này duy nhất à. Mã số 2, số 3 là còn một mã này duy nhất, mình đang xả cho nó hết hàng bãi, mình về hàng mới anh em. Đấy là cái mã này chỉ có một còn một mã duy nhất anh em. Hôm qua có người chốt rồi mà người ta không chuyển tiền nha. Sáng nay mình gọi lại là im ru luôn. Đây, hình thức đó còn mới luôn, còn tem luôn nha. Đó, gọi là chưa xài. Mã số 2 là 250 nha. Gồm có là đây, 8 cái cà lê 28. 8 cái cà lê 28 nha anh em. Đấy, 8 cái cà lê 28 như thế này nè. Đó, 8 cái cà lê 28. Và cái cà lê như thế này anh em à. Đây, cà lê đầu dòng nha. 24 nha anh em. 24 và 27 nha. Đó, mới tinh luôn nha anh em. Mới tinh luôn nha. Cái này nó mới, còn mới tinh luôn. Nhưng mà sản xuất của nước nào thì mình không biết nha. Sản xuất nước nào mình không biết. Đây là 4 cái và 8 cái cà lê như thế này là mới tinh luôn. Đấy, là tổng cộng là 12 cái nha. Tổng cộng là 12 cái nha anh em. Tổng cộng là 12 cái. Mã này là mã số 2 nha anh em. Mã số 2 là 250 nha, cho 12 cái cà lê này nha. Đó, mã số 2. Rồi, tiếp tục anh em ơi, mã này là mã số 3 nha anh em. Mã số 3 này. Đó, 250 nha anh em. Cho 12 cái cà lê đầu dòng nha. 12 cái cà lê đầu dòng đây, nó còn tem mạc luôn nha anh em. Đấy, 12 cái cà lê đầu dòng, mã này là cũng, cái này là cũng còn một mã duy nhất cuối cùng luôn anh em nha. Đấy, ngày hôm qua có người chốt mà cứ mã kia và mã đây là nói sáng nay chuyển tiền, sáng giờ gọi trò tí te luôn anh em. Bây giờ mình lên mã luôn nha. Mã số 3, 250. Đó, 12 cái cà lê đầu dòng nha anh em. Này, 1 này, 2, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này, 11 này, 12 này. Đó, tổng cộng một đống như thế này luôn nha anh em. Là 12 cái cà lê đầu dòng, mã số 3, 250 nha. Rồi mình lên mã số 4. Mã số 4 đâu? Đây hả? Rồi, mình lên mã số 4 cho anh em là sủi nha. Mã số 4 thì gồm có là tổng là 25 cái sủi nha anh em. 25 cái nha. Đó, người ta cạo như thế này nó rất là dẻo và bén nha. Nó rất là dẻo luôn. 25 cái nha anh em. Cái mã này là tổng là 25 cái nha. Đấy, nó còn tem còn mạc luôn nha. Anh em dùm, tem mạc có đầy đủ nha. Mã số 4 là 200k. Đây, mình uống cho anh em coi, nó không phải giống như sắt thép bình thường đâu nha. Nó bằng thép nha anh em. Đây, mình uống này. Đó, anh em thấy. Mình uống, thả lại là nó thẳng nha anh em. Nó rất là mạnh luôn nha. Nó thẳng, nó không có cong giống như là cái sắt của mình mà uống đâu là nó đi đó đâu nha. Đây, bây giờ mình lật lại mình uống bên đây này. Anh em vô này.
Đây, đấy mình uống này. Đó, nó rất là mạnh và thẳng luôn nha anh em. Không cong vinh một tí nào luôn nha. Đó, cái dòng này nó rất là mới luôn nha. Nó bén, dưới này nó bén nha anh em. Đó, rồi mã này là mã số 4, 200k nha. Cho 25 cái sủi nha anh em, 25 cái. Rồi mã số 5, đưa gần gần. Mã số 5 là đây, một cái đầu như thế này. Đó, mình không biết làm cái gì. Đấy, một cái này. Rồi, đầu đây là đầu 8 ly anh em. Đây là 8 ly nha, hoạt động bình thường nha anh em. Đây, mình dàn ra này. Đó, đầu đây là hoạt động bình thường nha, 8 ly nha anh em. Đầu 8 ly nha, để mình dặn hết ra cho anh em. Đây anh em, đó. Ok nha, một cái đầu này. Rồi, đầu đây là đầu 10 ly nha. Đó, nó cũng hoạt động bình thường luôn nha anh em. Đó, mình dặn hết ra này. Đó, rất là đẹp luôn nha. Rồi, đầu đây thì anh em về vệ sinh lại, mình chưa vệ sinh, cái này chưa vệ sinh. Đấy, đầu này 8 ly luôn. Rồi, tiếp đến một cái đầu chuyển khoan bốt nha. Đấy, một cái đầu chuyển qua khoan nha. Bỏ vào máy đục bê tông bốt á, chuyển qua khoan bốt nha. Đấy, nói chung là nó còn hoạt động nha anh em. Đây này. Đó, anh em về cho dầu mỡ cho nó trơn nha. Rồi, còn cái này, một cái đầu 13 ly. Không? Đúng rồi, đầu này 13 ly nha anh em. Đây, hoạt động ok nha anh em. Hoạt động ok nha. Đây, mình dặn nè. Đó, hoạt động ok nha. Bây giờ mình dặn ra đi. Rất là nhẹ luôn anh em ơi. Đây, anh em thấy đẹp không? Rất là khít luôn nha. Rất là khít luôn. Đó, rồi. 2, 4, 6 cái đầu này 200k nha anh em. 6 cái này 200k. Đấy, cái này là có ren bên trong nè. Cái này là ren bên ngoài nè. Đó. Rồi cái này là chuyển qua cái gì đây, bu lông chuyển qua khoan hay sao mình không biết. Đó. Còn cái này thì nó có núm như thế này. Đó. Rồi. 6 cái này 200k mã số 5. Rồi mã số 6. Mã số 6 này là mình đã vệ sinh rồi anh em à. Lấy cho em một tờ giấy, tờ giấy em cắt. Đây, anh em nhìn trên video giúp mình nha. Mã này rất đẹp, tờ giấy trên kia. Không, không, không. Lấy tờ giấy em viết hàng bãi đó. Ở trong cái anh em, mình vệ sinh rồi nha anh em, rất là bén luôn nha. Kéo này là kéo tiễn ra không nha anh em, toàn là kéo tiễn. Đây là một đống kéo này là kéo tiễn. Anh em cắt thủ công cũng được nè, cắt đủ các loại, nói chung là cắt đủ các loại nha. Cắt giấy, cắt vải đây, nó có mọc trên đây anh em thấy không? Đây, có mọc trên đây nha. Đó. Kéo mình đã vệ sinh hết rồi nha anh em, để mình cắt cho anh em xem nè. Đây, đây là kéo nhỏ nha. Rồi, rất là ngọt luôn anh em nha. Rất là ngọt, để là đứt nha. Một cái này. Đây. Hai cái này anh em thấy không? Đó. Rồi. Tiếp. Kéo này là nó đủ loại kéo nha. Nó đủ kiểu luôn, mình lựa ra một mã này là rất là nhiều loại luôn nha anh em. Đây. Kiểu nó như thế này anh em nha. Đây. Đó, anh em thấy không? Rất là bén luôn nha. Rồi, một cái kéo cong kiểu này. Đó, đây. Rất là bén luôn anh em. Đó, mình cắt từng cái. Rồi, cái kéo kiểu lạ lạ như thế này nữa anh em nè. Đó, mũi nó chỉ tới đó thôi. Đây. Đó, rất là bén luôn nha anh em. Đây, kéo đây, kiểu đây. Đó. Anh em thấy không? Đây, cái chỗ đây là dùng để cắt cái gì mình không biết. Do nó dính của, do nó dính cái giấy bằng keo này mình cắt lần đầu tiên á anh em. À, cái phát đầu tiên á. Là nó không đứt cho anh em, mình lột ra mình cắt cho anh em xem luôn nha. Nó bén lắm nha anh em. Đây, anh em vô nè. Anh em rất rất là bén nha. Đó, anh em thấy không? Đó, rất là bén luôn nha. Đây. Rất là đẹp. Nó đủ kiểu nha anh em. Còn kéo này kéo cắt cái gì mình không biết luôn. Đó. Kéo này cắt cái gì mình không biết nha anh em. Đây. Rất là đẹp luôn nha. Có mọc rồi đàng hoàng trên đây hết. Đấy. Đây. Kéo đây. Đã vệ sinh rồi anh em. Bén thì độ bén thì khỏi suy nghĩ luôn. Đó. Mình cắt hết. Đây, kéo dài như thế này, có số mọc ở trên đây luôn. Đó. Anh em về làm là đủ chuyện luôn á. Đó, anh em thấy không? Để là đứt. Rồi, một cái kéo cong như thế này, hình cong như thế này. Đó, đây. Đây anh em. Đó, rất là bén luôn nha. Đây. Đó. Trong này tất cả là mình đã vệ sinh hết nha. Chỉ có cái nào mình chưa vệ sinh là mình nói chưa vệ sinh nha. Đây, như cái này, hai cái này là chưa vệ sinh nha anh em. Đây, nó còn, đây, nó còn, nói chung là dùng cái lưỡi của nó mình chưa có mài nha. Đó, nói chung là chưa vệ sinh. Đây, cái đây, chưa vệ sinh nhưng mà cắt vẫn bén nha anh em.
Đây, anh em thấy. Đó, anh em về làm cho nó bén lại một tí nữa xong. Còn tất cả đây trong đây là vệ sinh rồi nha. Đây, cái này mình cũng chưa vệ sinh. Đó, màu vàng nha anh em, kéo màu vàng, rất là bén. Đó. Rồi, tiếp tục đến cái này. Đó, kéo này là kiểu dọn dọng như kéo cắt vải anh em. Mình đã vệ sinh rồi nha. Rất là bén luôn. Đó. Này, đây cũng vậy luôn anh em. Đó, rất là bén luôn nha. Cắt rất là ngọt anh em ạ. Rồi. Và một cái kéo như thế này nữa. Đây. Cắt ớt hay cắt gì á, mình không biết cái kéo này cắt cái gì luôn. Đó. Ra biết bao nhiêu mảnh luôn. Đó. Đây. Đó anh em thấy không? Ra biết bao nhiêu mảnh luôn. Đó. Tan luôn. Đó. Rồi, bây giờ mình đếm cho anh em xem nha. Một này. Anh em nhìn trên màn hình giúp mình nha. Đây là một lô kéo độc lạ, đủ loại nha anh em. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Rồi, 16 cái nha anh em, 250. Mã số 6 250, đủ loại kéo luôn nha anh em, 250, mã số 6. Rồi, mình lên mã số 7 cho anh em. Mã số 7. Hàng này, mỏ lết này là mã số 7, mình chưa vệ sinh. Hàng đẹp không anh em ơi? Đây, mã số 7 nha, 300k. Tính ra có 30.000 một cái thôi. Đây, cái này là size 300, cái này là size 300 nha anh em. Mình lựa cái miệng nó đẹp rồi, còn cái mà nó cứng anh em về phải tự làm ra nha. Đấy, đây. Đây, nó chạy nè anh em, đó. Anh em phải về vệ sinh sạch sẽ ra nha. Đó, một cái là size 300 này. À, ba cái là size 250 này. Miệng đẹp hết nha anh em. Đó, mình để đây cho anh em thấy hết. Rồi, trong này là 4 cái. 4 cái là size 200 nha. Đó, và hai cái là size 150 nha. Đây. Hai cái size 150, 1 2 3 4, 4 cái 200, ba cái size 250, một cái size 300, tổng cộng là 10 cái nha anh em. Mình tất cả là lừa cái miệng nó đẹp hết rồi. Anh em về nó cứng là anh em bỏ dầu mỡ vào nha, cho trơn tru nha. Rồi, mã số 7 300k cho 10 cái mờ lết. Mã số 8. Một dòng kéo. Các tôn này, các nhôm này, các vải, các thịt gà, xương, đủ các loại. Đây anh em, rất là đẹp luôn nha. Đây. Kéo rất là đẹp nha anh em. Đó, một cái như thế này, cắt rất là êm tay. Đó. Đây anh em, nó ngọt cực kỳ luôn nha. Đây, anh em thấy. Đó. Rồi. Ok nha, một cái đã vệ sinh mài sạch sẽ rồi. Đó, một cái này. Tiếp tục cái kéo mũi nhọn như thế này cũng đã vệ sinh rồi nha anh em. Đây. Đây. Đó, hai cái nha. Rồi, kéo này là kiểu kéo cắt tôn hay cắt nhôm gì anh em nha. Đó, rất là ok luôn, đã vệ sinh rồi nha anh em. Đây. Cái dòng này là để cắt tôn hay cắt nhôm gì anh em nha. Đó. Đây, nó có mọc ở đây nha anh em, nó có mọc ở đây nha. Đây nó cũng có mọc luôn nha anh em. Đó, đây nó cũng có mọc luôn. Đây, mình cắt về cho anh em xem. Đấy. Ok luôn nha anh em. Đây là cắt tôn hay cắt nhôm, cắt thịt gà đồ gì được hết nha anh em, nó dày lắm nha. Đó. Có mọc luôn. Rồi, một cái kéo cánh bướm rất là to luôn. Để mình cắt. Này, rất là bén luôn nha. Bỏ đâu là đứt đó. Rồi. 5 cái này 230k. Mã số 8 230k. Dòng kéo này lớn nha anh em, không phải nhỏ đâu nha. Đây. Nó tầm 20 mấy á, lấy cái thước kia em đo cái kéo này. Đây. Này dài 22 nha anh em. Kéo này dài 22 nha. Đây, anh em, hai cái này dài bằng nhau nè. Ba cái này, cái này chắc cỡ 20. Cái này 20 nha anh em. Đó. Cái này cũng 20 luôn. Cái này 19. Đó. Kéo lớn nha anh em, không phải kéo nhỏ đâu nha. Rồi, mã số 8 230k, mã số 8. Rồi, lên mã số 9 cho anh em là 12 cái dũa. 2 4 6 8 10 12 13 cái dũa nha anh em. 13 cái dũa mới tinh luôn nha anh em. Mã số 9 200k cho 13 cái dũa. Rất là mới. Mã số 10 là kéo cắt cành cho anh em nha. Thì kéo này là mình cũng nói anh em, mình đã vệ sinh sạch sẽ và mình đã tuyển chọn ra rồi nha. Dòng kéo này là dòng kéo tỉa cành nhưng mà kéo dạng xài được nha anh em. Còn kéo nó là thuộc về dạng trung nha anh em.
nó chất liệu nó dày rồi nha anh em, không phải dòng kéo mỏng kia đâu nha. Đấy, mình đã vệ sinh hết rồi, bây giờ chỉ về chỉ việc là cái nào thiếu lò xo là bỏ lò xo xài thôi. Như trong này chỉ có một cái này có lò xo thôi nha anh em. Đó, đây anh em dùng cái lưỡi nó rất là bén luôn nha, khóa nó còn đầy đủ nha. Đó, mình cắt cho anh em xem luôn. Đây anh em, mình đặt đây đúng không, cắt này. Đó, anh em thấy không, rất là bén, mình đã vệ sinh rồi nha anh em. Cắt giấy như thế là ok rồi. Đó, 5 cái này, 2, 4, 5 cái này, 5 cái này mình để cho anh em là 280k, 280k cho 5 cái này nha anh em nha. Hàng này là hàng kéo tỉa cành bonsai loại trung nha anh em, loại trung nha. Lưỡi đồ đã vệ sinh hết rồi, sạch sẽ rồi nha. Chỉ thiếu lò xo thôi, móc khóa đầy đủ hết. Đó, chỉ thiếu lò xo thôi. Cái nào cũng đẹp hết anh em nha. Lưỡi là mình đã vệ sinh rồi, sạch sẽ, không mẻ, không méo. Đó, 280k cho 5 cái này. Anh em nào dùng bonsai bỏ 280k về bỏ trong nhà xài luôn. Rồi, mình lên cho anh em mã số 11, 290k. Tất cả đã vệ sinh rồi. Đấy, vệ sinh sạch sẽ rồi anh em nha. Đây anh em nha, mình cắt cái tờ giấy này cho anh em xem nha. Rồi, đây. Đó, đã vệ sinh rồi nha anh em. Đó, có hai mã này thì có hai cái có lò xo thôi. Hai cái này thôi anh em. Đó, hai cái này là có lò xo. Đấy, móc khóa đầy đủ hết nha anh em. Đây, 2, 4, 5. 5 cái này là mã 11, 290k nha. 290k mã 11 nha anh em. Đó, dòng kéo trung nha anh em. Rồi, mã 12 là kéo tỉa nha anh em. Kéo tỉa có mọc có rồ trên đây nha anh em. Đây, như cái này có mọc anh em thấy không? Đó. Rồi, cái này thì nó lạ nha, nó có chữ số đồ trên đây nha. Đó. Rồi, 2, 4, 6 cái này, 6 cái kéo tỉa nha anh em. Đã vệ sinh rồi nha anh em. Cái này mình đã vệ sinh hết rồi. Đó, chỉ có cái này có lò xo thôi, còn mấy cái còn lại là thiếu lò xo nha anh em. Đây, mình cắt cho anh em xem luôn nha. Đây nè. Đó, hiện tại nó đang dính dầu đây luôn nè. Mình cắt là nó ướt giấy luôn nè. Đó, rất là bén luôn nha. Đó, rồi, ok nha anh em. Mình đã vệ sinh rồi. Rồi, 2, 4, 6 cái này mình để cho anh em là mã 12, 250k. 13. 13 là còn tiếp nha anh em. Tất cả là hoạt động hết rồi nha anh em. Đây, anh em lưu ý nhìn trên màn hình giúp mình nha. Đây toàn bộ là đầu 3/8 hết nha. Một cái nè, đó. Hoạt động hết nha anh em. Hai cái nè. Ba cái nè. Cái này có lắc léo luôn nha anh em. Bốn cái nè. Năm cái nè. Sáu cái nè. Bảy cái nè. Tám cái nè. Chín cái nè. Mười cái nè. Đó, tổng cộng là 10 cái con tiếp này. Mình chỉ bán 29.000 một cái thôi. 10 cái 290k, bao ship, chuyển đủ bao ship, mã 13, 290k cho 10 cái con tiếp hoạt động tốt, bình thường hết. Đấy, rồi, mã 14, đây, mã 14 đây anh em, bỏ lết răng nha, 250. Hàng này đã ok nha anh em, nói chung là hàng đã chọn ra rồi, răng đẹp 100% luôn, răng nó là đẹp 100% luôn nha anh em. Hai cái, ba cái này 250, một cái kéo cắt sắt, miệng rất là khít. Đấy, cắt cộng lực nha anh em. Cái dòng này mình mới thấy lần đầu tiên, một cái duy nhất. Đây, anh em mình chưa có vệ sinh, anh em về cứ bỏ dầu vào cho nó trơn ru, nó nhẹ nhàng nha. Đấy, miệng không mẻ. Này, mình bóp lại khít 100% luôn anh em. Đây, thấy không? Rồi, ba cái này 250. Cái này anh em mua về siêu tầm để chơi nha, hàng Nhật nha, đàng hoàng nha. Cái này là size 300, cái này là size 350. Còn cái kéo này là size nó không biết luôn. Đó. Rồi, mã 14, 250. Mã 15, hai cái kìm bấm chết. Đây, từng cái cho anh em xem. Mã 15, 270k cho hai cái kìm này nha. Đây, dùng nó thì hơi xấu một tí. Đây, nó có số mộc gì ở đây nè anh em.
số mộc gì ở đây này, đó mình không biết, đó nói chung là vậy đi. Đây bật ra, miệng nó thì không được đẹp lắm anh em, đây miệng nó đây, đó không được đẹp lắm nha, đó bóp lại một cái này, cái đây, nói chung là cái này là đang thiếu cái lò xo móc vào đây anh em này, đang thiếu cái lò xo nha, đó đó y như vậy mình để vậy luôn. Rồi một cái bấm chết như thế này nó có gì đây, chữ số gì trên đây này không biết nha anh em, đó đây bật ra, đó đây miệng nó đây, đó rồi hai cái này mình để cho anh em là 270k mã 15, 270k hai cái kìm bấm chết này nha. Rồi hai cái này cũng là hàng bãi, mình lấy ra sao mình bán vậy luôn anh em, mình không biết là của cái thằng nào mình không biết nha. Cái đây thứ gì đây, đó mình thấy nó mới keng luôn, đây lò xo cũng mới luôn, miệng cũng mới luôn mà không biết là của thằng nào nha. Đó mình lấy ra trong bãi sao á nó mình bán vậy nha, mới keng luôn nha anh em. Đó mình đo cái này cho anh em, đưa hai cái hồi nãy em đo cho anh em xem mà. Đây anh em, cái này là 23 cm nha, mình đo tới đây này là 23 cm nha. Rồi cái này là 19 cm nha, cái này là 19 cm nha anh em, đó mình đo tới đây là 19 cm nè, đó còn mới luôn nha anh em. Chữ nó chữ gì đây này, đó anh em thấy đó chữ chữ gì đây này. Đó còn mới tinh luôn nha anh em, đây bóp ra đây miệng này chưa xài luôn nha anh em. Đó rồi rồi hai cái này 250 mã 16, 250 cho hai cái này nha. Đó đây mình lấy ra trong bãi sao mình bán vậy nha anh em, mình không có mua hàng mới mình bỏ vô bán đâu, mua hàng mới nó còn cao tiền hơn đây luôn á, làm sao mà mua cho nổi. Rồi 250 rồi bao ship nữa rồi tiền ở đâu anh em, đúng không? Đây mình đo lại hai cái mã 15 cho anh em nha. Mã 15 này, cái này là 19 xăng nha anh em, cái này là 19 xăng nha. Đó nói chung cái dòng này là dòng cổ luôn rồi. Đây nó có chữ gì trên đây nè anh em, đây bây giờ mới thấy chữ trên đây nữa này, Toko Siwa gì đó này, đấy gì Kakutaha gì đây này, đấy anh em thấy chữ nghĩa quá trời luôn. Đó một cái này, một cái đây chữ nghĩa nó nằm ở đây thôi. Đấy mình đo luôn cái này, cái này là tổng là 24 cm. Đó tới đây nè anh em, đó tới đây này, tới ngay đây luôn này nha, 23 cm năm này. Đó rồi tập này là mã 15, 270 16 rồi, 16 rồi. Rồi mình lên mã 17 cho anh em, 52 đầu tiếp nha, 52 đầu tiếp 230k. Trong này là có nối này, nối ngắn, nối dài này, nối ngắn nữa nè. Đó nối này nha anh em. Rồi tiếp lớn nhất trong này là 30, tiếp lớn nhất là 30, tiếp nhỏ nhất trong này là 6mm, 6mm là nhỏ nhất nha anh em. Đó tổng cộng là 52 đầu tiếp nha, 52 đầu tiếp mã 17, 230k. Rồi mã 18 kìm cắt sắt, đây mình cho xem miệng trước nha, một cái nè khích luôn nha anh em, khích luôn nha, không mẻ. Hai cái nè khích luôn nha anh em, khích khích đẹp 100% luôn nha anh em. Đó hai cái nè, cái thứ ba đó nó hở một tí anh em nè, bỏ móng tay không lọt anh em. Rồi ba cái này 290k cho ba cái này. Cái nhỏ nhất trong này là size 350, hai cái này là size 450 như nhau. Đó ba cái, ba cái nha. Rồi 290k cho mã 18. Mã 19 là kìm bỏ quạ nha anh em, 10 cái, 1 2 3 4 5 5 cái kìm mỏ quạ lớn nè. Rồi 6 cái kìm mỏ quạ lớn nè. Đó 6 cái lớn và 4 cái nó nhỏ hơn một tí nha. Rồi tổng cộng là 10 cái 350, 350 cho kìm mỏ quạ đây nha. Rồi mã 19 350, mã 20, mã 20 là kìm bằng nha anh em. Đây kìm bằng, kìm bằng là có 20 cái luôn anh em, 20 cái luôn.
20 cái kim vàng. Đó, mình xếp hết ra như vậy cho anh em xem. Mã này là mã 20 nha. Đó. Tổng cộng nha anh em, 20 cái kim vàng nha. Tổng cộng là 20 cái kim vàng. 20 cái kim vàng hết trong này. Rồi, 320k. Mã 20 320k cho 20 cái kim vàng nha. Mã 20. Rồi, mã 21 cho anh em là mũi đục bê tông. Đầu 13 ly. Và đầu này thì nó như mình đã lựa đầu đẹp hết rồi nha anh em. Đầu này là đẹp hết rồi. Đầu này là đầu dùng cho máy 13 ly nha. Đó, 13 ly. Mình đã lựa đẹp rồi, có nhỏ có lớn trong đây hết rồi nha. Rồi, mã 21 220k cho 12 cái mũi đục. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 cái mũi khoan bê tông nha anh em. Mã 21 cho 12 cái mũi khoan bê tông đầu 13 ly. 220k. Rồi, mã 22 là 290k. Đây. Một cái miệng rất là đẹp luôn nha anh em, miệng này rất là đẹp luôn nha. Không mẻ luôn nha. Đó, kéo ok luôn. Đó, size này là size 450. Size này là size 450 nha. Cái này là size 600. Size 600 nha anh em. Size 600. Miệng nè, đẹp luôn nha anh em, miệng đẹp luôn. Đây. Đấy, size 600. Hai cái này là 290k, mã 29. Mã 22. Mã 22 cho hai cái này nha. Mã 22 cho hai cái này 290k. Rồi, một cái mỏ lít răng size 600. Một cái mỏ lít răng size 600, 350 cho cái này. Đẹp tuyệt đối 100% luôn. Lò xo còn đầy đủ nè. Răng không bị mẻ cái nào này. Răng còn đẹp 100% luôn à. Đó. Không bị mẻ một tí. Còn màu sơn rất thẳng luôn, không méo không cong cái nào luôn nha. Đó, một cái mỏ lít này thì không chê vào đâu được luôn. 350 cho mã 23. Rồi, mã 24 là hai cái cảo này. Thì anh em cũng lưu ý, cảo này mình lấy ra trong bãi sau mình bán vậy nha. Đó. Hai cái cảo ba chân, cảo ba chân nha anh em. Đây là cảo ba chân nha. Đó. Rồi, hai cái này 280k, mã 24. 280k. Rồi, mã 25. Mã 25 cho anh em là một cái đuôi chuột nha, đuôi chuột. Đây, một cái 30 nè, một cái 32 nè. Mình đếm thông số cho anh em. Rồi, cái này là 30 nè. Rồi, cái này là 27 nè. Cái này là 26 nè. Cái này là 24 nè. Rồi, cái này là 21 nè. Rồi, cái này là 19 nè. Đó. Tổng cộng một mã đuôi chuột như thế này nha, 200k nha anh em. Mã 25 200k. Rồi, mã 26. Mã 26 cho anh em là mũi dê luôn nha, mũi dê đây. Đó. 10 mũi nha anh em. 10 mũi dê nha. 5 mũi dẹp và 5 mũi nhọn nha. Mình đo mũi dẹp ngắn nhất là 13. Còn 4 mũi này tương đương bằng nhau là 18. Rồi, mũi nhọn ngắn nhất là 16. Ngắn tiếp tục theo là 18. Mũi nhọn nha anh em. Rồi đến 20. Rồi đến 28 năm. Rồi đến 29. Đó. 10 mũi dê này. Mã 26 200k. Rồi, mã 27. Mã 27 một cái móc to như thế này, to nha anh em. Móc to nha, dùng cái bàn tay mình là biết nha. Rồi, mã 27 230k. Một cái này, hai cái này, ba cái này, bốn cái này, năm cái này. Đó, năm cái và hai cái móc như thế này nữa. Rồi, là bảy cái. Bảy cái móc 230k nha. Bảy cái móc này 230k. Rồi, mình lên mã tô vít cho anh em. Đây, anh em dùng trên đây. Mà dùng kỹ trên màn hình giúp mình nha anh em nha. Đây là mã tô vít 30 cái nha anh em. 30 cái tô vít chứ không phải ít đâu nha. 30 cái tô vít mình sẽ xếp hết ra cho anh em nhìn thấy. Nhỏ lớn gì
ngắn dài gì có đầy đủ hết luôn. Nói chung là mã này không có thiếu cái nào luôn. Đây anh em, một mã Tuvix như thế này nha, 30 cái nha anh em, 30 cái lớn nhỏ có hết nha. Đó, như cái này thì quá lớn luôn rồi, phải không? Mã 28 200k. Rồi mã 29 cho anh em là dao này, một cái này, hai cái này, dao đẹp lắm anh em ạ. Đó, ba cái này, bốn cái này, năm cái này, sáu cái này. Đó, tổng cộng là 6 cái dao này anh em, 6 cái dao nha. Đây anh em xem này, rất là mới luôn nha, mới ken luôn anh em nha. Đó, nó còn trong bì đây là anh em biết rồi. Đó, rồi 6 cái dao này nha, mã 29 200k. Rồi mã 30, mã 30 là dây điện nha anh em. Đây mình cho anh em mã 30 nè, mình sẽ đếm ra tổng cộng là cứ một mã thế này là 4 sợi nha. 4 sợi dây điện nó có, mình có đo sẵn, mình ghi thông số cho anh em này. Đây là 4,7m nha, 4,7m nha anh em. Đó, mã 30 nha anh em, lưu ý giúp mình mã 30 250 nha. Đây là 4,7m, một sợi. Sợi này là không có chui nha. Đây là 5m. Đấy, sợi này không có chui, dài 5m. Sợi này cũng không có chui luôn. Sợi này là dài 4,7m luôn. 4,7m luôn. Đó, ba sợi. Sợi thứ tư anh em, sợi này là 4,8m. Đó, không có chui luôn nha anh em. Như vậy là không có chui luôn nha. Đấy, đây là 4,8m. Rồi, 4 sợi này, anh lượm em một sợi nữa, 2 sợi, bên đây một cái nữa, 2 sợi, mỗi mã 1 sợi nữa, 5 sợi cho anh em luôn, 250k cho 5 sợi dây. Đây mình đọc lại nè, đây là 4,7m nè. Rồi đây là 5m nè. Đây là 4,8 nè, 4,8 nè. Đấy, đây là 4,7 luôn. Đó, nói chung là từ 4,7 đổ lên đó anh em. 4,7 2 sợi, 4,8 1 sợi, 5m 1 sợi. Rồi, tiếp tục một sợi đây nữa. Rồi, 5m luôn anh em, 5m luôn nha. Đó, rồi, mã này 5 sợi, 250. Mã số 30, 5 sợi, 250. Ngắn nhất là 4,7 anh em nha. Rồi, mã này cũng 5 sợi luôn. Mình đếm đầu tiên nha, 4,5m, 1 sợi nè. Đây, không có chui, 5m, 2 sợi nè. Đây cũng không có chui luôn, 5,8 là 3 sợi nè. Đây 5m luôn anh em. Đó là 4 sợi nè. Rồi sợi này 3m, có chui. Rồi tổng cộng 5 sợi này. Mã số 31 250 luôn. 32 là đục nha anh em, 32 là đục. Đây mình xếp đục cho anh em xem, đủ các loại đục luôn, đục có, dũng có nha. Đấy, đẹp lắm anh em, mã đục này đẹp. Đục mới có, đục cũ có. Đó, đục to có, đục nhỏ có, đục dài, đục dày có. Đó, nguyên cái mã đục đây anh em à. Đó, anh em dùng đây, nguyên cái mã đục ra, đã vệ sinh hết rồi nha anh em. Đây là hàng mình đã vệ sinh rồi, rất là bén luôn. Đây, như cái đây là đục dũng nha. Đục này là hai cái anh em nha. Đó, hai đục dũng nha, đục cong, đục chùm nha anh em. Đó, hai cái. Rồi, đục to này, đục nhỏ này, có mọc này. Anh em dùng có mọc ở trên đây nha, mọc này. Đó, mọc đàng hoàng nha. Đó, mấy cái này cũng có mọc số trên đây hết nha anh em. Đây, mọc chỗ đây anh em. Đó, rồi, mã này 2, 4, 6, 8, 10, 11 cái. Ồ, mã đâu, 11 cái. Đây, 290k. Mã 32 là 290k cho 11 cái đục này nha anh em. Rồi, tiếp tục lên 11 cái đục nữa. Đây, đục to, đục nhỏ, đục dài, đục ngắn gì có hết. Đấy, mọc nè anh em thấy mọc không? Đó, mình đã vệ sinh hết rồi nha anh em. Nói chung là cái đây chỉ về xài thôi. Cái này là về xài thôi. Đấy, đây cũng có đục dũng luôn. Đây hai cái đục chùm đây anh em. Đó, y như cái kia luôn nha. Đó, đây rất là mới, bén luôn. Rồi, mã 33 290k.
Đây, anh em dùng hết đi. Đó, rất là đẹp nha. Đã vệ sinh mài bén hết rồi. Đây anh em, mài bén hết rồi. Đây, mài bén rồi. Đó, rất là đẹp luôn. Rồi, mã này, mã 33, 290k cho bằng mã kia luôn. Rồi, mã 34 là kéo cắt vải nha anh em. Kéo cắt vải, mình chưa vệ sinh nha. Nhưng mà mình chọn là toàn bộ là đẹp hết nha anh em. Kéo này quá đẹp luôn. Cái mã này mà ai mà không chốt cái này, mình còn một mã duy nhất không có nữa đâu anh em mà. Hết sạch. Đẹp quá, mã này. Đây, 5 cái, 10 cái, 10 cái kéo cắt vải. Anh em dùng nó đơn giản thế này, anh em về đánh cáp là nó trắng ra luôn nha, nó sạch ra luôn nha. Đấy, lưỡi nó rất là đẹp luôn anh em. Đây, mình lấy cái kéo cũ đây mà, mình cắt cho anh em xem luôn nha. Đó, anh em thấy không? Cũ như thế này. Đó, đây, lấy cái kéo cũ như thế này thôi anh em. Đây, đó, cũ như thế này thôi nha. Chứ nếu mà anh em về mà đánh ra mài nữa là ok luôn. Nó bén lắm anh em à. Đó, rồi, mã này 10 cái nha. Mã 34, 290k. Rồi, 35. Hả? Rồi mình lên cho anh em mã 35 là mã cuối cùng luôn nha anh em. Mã này mã cuối cùng nha. Cho 12 cái dao. Đây, nó có chữ nghĩa đồ trên đây nha anh em. Đây, tất cả luôn nha. Nó có chữ trên đây nha anh em. Đây, đó, hai, bốn, sáu, tám, mười, 12 con dao anh em. Đây, 12 con dao nha anh em. 12 con dao này quá đẹp luôn cho anh em. Đó, mã này là mã 35, 200k nha. Mã 35, 200k cho 12 con dao này. Rồi, nó dài lắm, mình đo cho anh em xem nha. Rồi, tổng chiều dài của nó là 38 cm anh em nha. Tổng chiều dài nó là 38 cm. Đó, 12 con. Mã 35, 200k. Rồi anh em cho mình dừng video đây để mình up video cho anh em chốt hàng nha. Đó,